đây là cái cửa cho nó lên. Hoặc tầm bờ. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Minh Bơ Bự đây. Thì hiện tại các bạn có thể thấy là mình đang order một cái món ăn. Tí xíu là mình ăn xong rồi mình sẽ ra cái trường đua nha các bạn nha. Đây mọi người ơi, đây là cái phần ăn của mình nha. Thì mình kêu cái món này là món mì thịt dê các bạn ạ. À. Và các bạn có thể thấy là trên tô mình rất là nhiều thịt luôn. Thực ra thì những cái miếng thịt vậy họ xắt ra là mỏng luôn, cho nên là nhiều thịt thì nó cũng phải rồi. Các bạn thấy hấp dẫn chưa? Ok, bây giờ thì mình thưởng thức thôi. Mời mọi người nha. Wow, cái loại nước chấm này rất là thơm luôn các bạn ạ. À. Còn cái phần thịt dê thì ngon khỏi bàn các bạn, nó rất là thơm và nó rất ngọt luôn. Nó có mùi thơm kiểu như mùi sữa ấy các bạn. Mà cái này thơm không? Chơi thử và cộng mì nha. Ok, khi mà mình ăn xong rồi thì mình sẽ di chuyển tới khu vực đua xe nha các bạn nhé. Đến khu vực trường đua. Sau khi thanh toán xong thì tụi mình sẽ chuyển qua khu vực làm thẻ hội viên nha các bạn nha. Bây giờ mình đang đăng ký những cái sở hữu lịch của mình này các bạn. Bây giờ là mình sẽ xuống dưới thì chờ cho bạn xem nhé. Trước khi bắt đầu vô trong những xe và đua xe các bạn thì là tụi mình phải ngoài đây ngồi nghe thuyết trình một khóa đã thì mình mới được vô lấy xe nha. Chứ không là nếu mà mình không có đi học á thì họ không cho mình ngồi xe đâu. Đấy, cho nên là mình phải nghe họ thuyết trình 15 phút nữa. Đợi tới giờ là mình vô chơi thôi. Sắp tới rồi, còn 10 phút nữa là tới mình chơi. Chút xíu mình sẽ quay sau nha. À, của mình là số 3 các bạn ạ. Cái nào là cái nào đây? Cái nào là cái nào đây?
Đây các bạn, bây giờ là mình lên xe này. Thế bây giờ là mình sẽ đeo cái nhang vàng thôi.
Chào các bạn ơi. Đây mọi người ơi, đây là những người mà tham gia chung trận đấu với mình này các bạn, có 5 người, mình là Miễn Hoạn nha. Và cái thứ hạng của mình đứng là hạng 3 thôi các bạn, và mình di chuyển được có 8 vòng thôi. Còn hạng nhất đi di chuyển được 10 vòng lận. Đấy, mình là 8 vòng đấy các bạn. Do thằng kia chạy được 10 vòng. Có đâu. Nè, 10 vòng này trên. Đó, trên xu à. Tao chạy 8 vòng. Ok, mình sẽ dừng clip tại đây nha. Nếu như mọi người thích clip này của mình thì mọi người cho mình một like và comment để cho mình biết ý kiến của các bạn. Nhớ subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.